Chào tất cả các bạn, hôm nay chúng tiếng Trung trở nên sẽ quay trở lại với các bạn trong một chủ đề về yue hui, tức là hẹn hò. Đây là một chủ đề mà mình nhận được khá nhiều những yêu cầu của các bạn nam. Cũng chuẩn bị đến Sanpa Phu Nữ Chia. Sanpa tức là San tức là số 3, Pa là số 8, Phu Nữ Chia tức là ngày 8 tháng 3, ngày của phụ nữ đấy. Thì mình làm cái chủ đề duy quay này để cho các bạn có thể là biết đâu có thể có đôi có lứa cho cái ngày sắp tới này, đúng không? Thứ nhất, để mà hẹn hò thì chúng ta phải mời được cô ta đi đâu đó, đúng không? Chúng ta chọn đến một cô gái mà mình cảm thấy vừa mắt mà mình cảm thấy có tình cảm, đúng không? Thì chúng ta sẽ nói với cô ấy là gì ạ? Xin chi liệu quản sang lý hiểu khung ma. Xin chi liệu quản sạc buổi tối thứ bảy, ní hiểu khung ma, em có rảnh không, ní hiểu khung ma. Hoặc là các bạn có thể nói là mình thiên ní hiểu sớm mơ sư ma, mình thiên ní hiểu sớm mơ sư ma, em anh có việc gì không. Nếu mà cô ta không có việc gì là mình sẽ tranh thủ mình mời. Tiếp theo ta có tiếp là mình thiên ní hiểu sớm mơ sư ma. Tiếp theo ta có một câu là trước châu mùa, ní hiểu sứ chiên ma. Trước châu mùa, cuối tuần này, ní hiểu sứ chiên ma. Sứ chiên thức, thời gian. Xe cơ châu mùa, ní hiểu sứ mơ sư ma. Xe cơ châu mùa, cuối tuần sau, ní hiểu sứ mơ sư ma. Bạn có việc gì không? Chúng ta đi tiếp. Chu chuy chư phan hảo ma. Chu chuy chư phan hảo ma. Chúng mình ra ngoài ăn bữa cơm được không? Chúng mình đi ăn cơm với nhau được không? Chúng mình chu chuy chư phan hảo ma. Tiếp theo, hoặc là mình có thể dùng một cô ấy bằng một cách khác. Ni gen wo chu chuy chư phan hảo ma. Ni gen wo chu chuy chư phan hảo ma. Em đi ăn cơm với anh được không? Đi ăn với anh được không? Wo ke yi he ni yue hui ma. Wo ke yi he ni yue hui ma. Chúng mình có thể hẹn nhau được không? Đi chơi được không? Yếu khung tờ khoa, y chỉ truy khan tên hình chẩn dạng. Yếu khung tờ khoa, tức là nếu em rảnh, y chỉ cùng nhau truy khan tên hình đi xem phim chẩn dạng, được không em? Rú của đi mấy yếu chí thác an thái truy theo ủ chẩn dạng. Rú của nếu nì mấy yếu, em không có chí thác an thái. An thái tức là những cái sự sắp xếp ta không có kế hoạch khác. Truy theo ủ chẩn mấy dạng, chúng mình đi khiêu vũ được không? Hoặc là chúng ta có thể nói một câu khác lịch sự hơn là gì ạ? Wo neng zhan zhong ni qi fen zhong de shi jian ma. Wo neng zhan zhong ni qi fen zhong de shi jian ma. Anh có thể zhan zhong lấy xin ni qi fen zhong de shi jian ma. Vài phút thời gian của em có được không? Một ít thời gian thôi có được không? Hoặc là chúng ta có thể dùng một câu khác nữa là gì ạ? Châu liêu quản sạng, ní hiểu sứ chiên ma. Châu liêu quản sạng, ní hiểu sứ chiên ma. Châu liêu quản sạng là tối thứ bảy, ní hiểu sứ chiên ma. Em có rảnh không? Có thời gian không? Nếu mà cô ta chưa có người yêu thì chắc chắn là cô ta sẽ... Và nếu mà cô ta có tình cảm với mình thì người ta sẽ bảo là ui hiểu đúng không? Chúng ta đi tiếp, chúng ta còn một thứ nữa. Hoặc là chi noan, ní hiểu sứ chiên ma. Chi noan là tối nay, ní hiểu sứ chiên ma, em có thời gian không? Thì nếu mà người ta đồng ý với mình chẳng hạn, đúng không? Thì người ta sẽ cùng mình bàn về vấn đề thời gian và địa điểm. Wo men zai na qian na. Chúng mình sẽ gặp nhau ở đâu? Wo men zai na qian na. Wo men qi dian qian mian. Chúng mình mấy giờ thì sẽ gặp nhau đây? Wo zai da tingng deng ni. Anh sẽ đợi em ở dưới sảnh nhé. Ví dụ như thế, đúng không? Còn bây giờ chúng ta quan tâm đến cái việc đáp lại lời hẹn hò của chúng ta. Thì tùy, nếu mà cô ta thấy là thích thú với mình, đúng không? Thì người ta sẽ có những sự đồng ý. Thì người ta sẽ nói với mình là ở tấn nỉ tờ tiên khoa, em đợi điện thoại của anh. Ví dụ mình hẹn hò đúng không? Đúng không? Ví dụ thế. Hoặc là
Nếu mà cô ta thực sự là rất thích mình, cô ta sẽ nói là anh sẽ hủy bỏ tất cả khoản vì anh. Ok. Rồi cô ta sẽ nói là 我取消了所有约会了, vì anh. 我取消了所有约会. And đó, phải bỏ hết các cuộc hẹn khác của mình. Thế em rất là tôn trọng anh, cũng rất trân trọng mì, em rất tôn trọng anh, đúng không? Hoặc là chúng ta đi tiếp ạ. Bây giờ có những cái trường hợp là khi mà đã hẹn được nhau rồi thì chúng ta nói câu gì? Ủy tinh truy, em nhất định sẽ đi. Bú chen bú xa, ủy tinh truy, em nhất định sẽ đi. Bú chen bú xa, không gặp là không về đâu nha. Ví dụ thế. Hoặc là đi tiếp là 我很乐意和你见面, em rất là vui khi được gặp anh, đúng không? 我很乐意和你见面, em rất là vui khi được gặp anh. Hoặc là người cô ấy sẽ nói một cái câu là 我周日没有什么事, 我周日没有什么事, em chủ nhật chẳng có việc gì vậy, rảnh lắm. Hoặc là đi tiếp, chúng ta có thể nói một câu là 我现在就去你等我吧. Ví dụ chúng ta đã đến 我在大厅等你, em 我正在大厅等你, anh đang đợi em ở dưới sảnh này. Thì cô ta có thể nói là 我现在就去, em đi bây giờ đây, 你等我吧, anh đợi em chút nhé. Ví dụ thế. Đấy là may mắn cho chúng ta khi mà người con gái đó người ta cảm thấy thích chúng ta, hoặc cảm thấy phấn khởi khi mà đi chơi chúng ta, người ta đồng ý, đúng không? Tha thú nghi là cô ta đồng ý rồi. Thế trường hợp chúng ta phải tính là trường hợp xấu, đúng không? Tôi thì tôi không bao giờ một cả. Cùng lúc mà mình cứ phải hẹn 5 cô, lỡ đâu 4 kia, cô kia cô từ chối thì may ra còn cô cuối, đúng không? Xấu dai phải có võ. Chứ mà nếu mà chúng ta chỉ hẹn có 1 cô thôi thì cô từ chối thì buồn lắm. Chúng ta đi tiếp. 我的日程表排满了，我的日程表, tức là cái lịch trình của em đã sắp xếp kín rồi, anh không còn chỗ để chui vào đâu. Chúng ta đi tiếp. 我有另外一个约会，我有另外一个约会, em đã có một cuộc hẹn khác rồi. Hoặc là người ta nói là 我很忙，抽不出时间来，我很忙, em rất là bận, 抽不出时间来, không thể nào dành thời gian ra cho anh được. Thực ra đó chỉ là lời nói phép, họ không thích thì họ nói vậy thôi, đúng không? Mà chúng ta phải hiểu là chúng ta cần phải đi tìm người khác. Chúng ta đi tiếp, người ta có thể người ta nói một câu khác. Khấn khởi si, ủa bu nấng chi chen nhỉ. Khấn khởi si, thật là đáng tiếc, ủa bu nấng chi chen nhỉ, em không thể đi gặp anh được. Hoặc là thô lỗ thì người ta sẽ nói ủa mấy hiểu sứ chen, không có thời gian, anh vừa hôi lại dâu quay nón, không đi được. Ví dụ thế. Hoặc là ủa chi nhiên khẩn lây, ủa chi nhiên khẩn lây, em hôm nay rất là mệt. Chỗ này có tín hiệu rồi. Mình thêm một chai lại. Ngày mai anh sẽ đến. Mình thêm một chai lại. Ngày mai anh sẽ đến. Nếu ngày mai cô ấy lại kêu là khẩn lây, đúng không? Thì chúng ta là hôm thêm một chai lại. Ngày mốt anh lại đến, đúng không? Kiên trì và nhẫn nại, không chịu lùi một phân. Vật chất tiên đau khổ không nao núng với tinh thần. Thường để mà tấn công cô gái thì nó cũng mất nhiều công, đúng không? Thì trường hợp mà khẩn lây là chúng ta vẫn cố gắng, vẫn tiếp tục. Hoặc là cô ta có thể nói với chúng ta một câu là gì ạ? 我今天有点不舒服. 我今天, em hôm nay 有点不舒服, không được khỏe lắm. 我去买苹果给你吃, anh sẽ đi mua táo cho em ăn. 我去买报纸给你吃, anh sẽ mua đi mua bánh bao cho em ăn, anh làm cho em khỏe để mà chúng mình đi xem phim. 那你身体好了，我们就去看电影, đúng không? Khi nào khỏe thì chúng ta sẽ đi xem phim với nhau. Trường hợp này là vẫn còn cơ hội đấy. Hoặc là cô ta có thể nói với bạn một câu là gì ạ? 不好意思，我今天晚上要加班. 不好意思, xin lỗi anh. 我今天晚上, tối hôm nay, 我要加班. 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 Em phải đi làm thêm giờ. Động từ 加班 là làm thêm giờ. Thế thì mình phải tỏ ra thái độ của mình tích cực luôn, đúng không? Tuy rằng là một người từ chối nhưng mà sau đấy nó sẽ chờ đón một điều tốt đẹp. Thì chúng ta bảo à, một chút tấn nghỉ, một chai cung sư mấn khẩu tấn nghỉ, anh sẽ ở cổng công ty đợi em. Một chút tai nghỉ quấy chia, một chút tai nghỉ quấy chia, anh sẽ đưa em về. Biết đâu cũng cảm động, đúng không? Còn nếu mà có ông khác, ông đứng chờ đón tôi thì thôi mình về. Chúng ta đi tiếp.
một câu cuối cùng của các cô gái khi họ từ chối ta, họ sẽ nói gì? 我突然有点事不能去 我突然有点事 em đột nhiên có việc 不能去 我突然有点事不能去 tôi muốn chí nhỉ, xin lỗi anh. Phần này thì nó sẽ rơi vào hai cảnh một, có thể có ta bận thật đúng không, và chúng ta sẽ tiếp tục rảnh nai, nhẫn nại, rảnh nai, tầm tai, chờ đợi. Nhưng mà nếu mà sau khoảng 4 đến 5 lần mà tiếp tục như vậy thì thôi, chúng ta biết lên đường đi tìm cô khác. Chứ chào chí tha thật, chứ chào chí tha thật, đi tìm một cô khác, đúng không? Trên đây thì tiếng Trung trường VN vừa hướng dẫn các bạn xử lý cái chủ đề là hò hẹn. Hò hẹn thì theo kinh nghiệm cá nhân tôi thì thắng thua nó cũng khó nói lắm. Nhiều khi là mình rất là thích người ta nhưng người ta không có thích mình. Tha pu xỉ khoan nỉ, tha pu xỉ khoan nỉ. Có nhiều khi mình chả thích lắm nhưng tự nhiên người ta thích mình, đúng không? Ừ. Thì trường hợp đấy thì phải liệu câu gắp mắm thôi. Mà đã đi câu ấy là câu lục. Các bạn biết không? Tức là cái câu ấy nó có 6 lưỡi ấy. Con cá này nó không dính thì phải dính con cá khác. Chứ bây giờ chỉ đi tán với một em thôi, xong đến lúc em từ chối, đau lòng, khổ sở, rồi thì sao? Lên cầu Long Biên nhảy hả? Không nên, không nên. Cứ 5 hoặc 6, đúng không? Hẹn hò đi. Đậu lại 1-2 người là tốt rồi, còn nếu một đội cả 6 thì tốt quá. Đã yêu đâu, đúng không? Từ từ rồi lựa chọn mà. Hy vọng là các bạn sẽ có thêm một chút kinh nghiệm. Bài này thì tôi làm riêng cho các bạn nam, vì các bạn đưa ra quá nhiều yêu cầu cho tôi. Tại sao anh lùn béo hói xấu và già như thế lại có vợ mà lại vẫn sinh, thì lý do tại sao? Thì tôi đã trên đây, tất cả những thứ trên đây là tôi vừa mới giải thích cùng các bạn rồi. Hy vọng các bạn hiểu cơ học duy khuệ siêu qua để mà hiểu cơ học duy khuệ. Hy vọng các bạn có được một cái cuộc hẹn tuyệt đẹp cho cái San Pa Phu Nhủy Chí, cho cái mùng 8 tháng 3 này. Tiếng Trung trường bên hầm, chúc các bạn học tiếng Trung thành công.